Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nữa ơi. Và lần này Duy Khả sẽ cho anh em xem xét độ như là tổng xe sơ qua của cái trận tổng kia ngày hôm nay. Thì hôm qua thì Khả có test cái xét hiệp cốt về thì tổng thở thì xét định quốc thì nó đạt mốc 80 chậm 80 chón khá là đều, và kèm theo một món chỗ này nếu mà mang được món kháng lôi thì ngon, và thêm một cái vũ khí lôi sắt đó thì nó nhìn nó một chút, nhưng mà lượng máu bên xét định quốc thì nó lại kém hơn nè, kém hơn tầm 300 sinh lực. Cho anh em xem sơ xem cái đồ nên là Khả được top 3 với 104 mạng. Quên top 6 chứ nè, top 6 33k chứ, 104 mạng và liên trả 12 và bổ vọc 7. Cho anh em xem nha, cho anh em xem chất đồ đây. Đó, hiện tại bây giờ là này đang cấp 3, cái này cũng có hai cấp càng khôn từ văn chân trên đầu, với lại một cái kỹ phi phong. Hôm qua thì cái đánh trận trước thì Khả top 14 á, thì thiệt sự là thiếu cái phi phong này nè nè, thì lên phi phong này thì lên được 400 lượt tay nữa, đánh khá là tốt nè. Rồi cho anh em xem chất đồ nha, đây nè, chất đỉnh quá. Đó, đó đỉnh quá. Nói chung xếp đỉnh quá thì máu thấp quá này mày, thực sự là quá thấp. Hiệu ứng thì ok, thêm được 80 thời gian chống độc thì có thể trâu hơn tí khi gặp năm độc như đường môn, thì nó cũng có cảm giác trâu hơn một xíu. Rồi cái chuyện kháng cả 13 đó, một xếp đỉnh quá, chuyện kháng cả 13 và một món 530 là 80 lâm chậm. Rồi nhận chón kháng hở 13-40, rồi ngọc bội chón kháng hở 19-40 thì được 80 chón 80 chậm đó. Rồi dây chuyền kháng cả 13 và kháng họ nè, thì lượng kháng họ khá ok, nhưng mà chỗ này mà Khả thay vào dây chuyền kháng lôi, kháng cả kèm kháng lôi thì kháng lôi Khả lên được một tí, Khả nó ok hơn một chút nè, tại vì lượng kháng lôi Khả thấp quá, kháng lôi Khả có 18 thôi mọi người. Đó, cho anh em xem sơ qua. Đó, hôm nay thì tốt tông kim như vậy thôi nè, trọng bắt là con lông đao và vô gia thần kiếm là giỏ đan, như anh cái bang đã sơ hình giỏ đan, xém tí là Khả lên top 4 rồi, tuần cuối đánh không được mạng, tôi đã tèo giỏ đan, Khả giỏ đan bằng thể xác đường môn. À, chính tú chọc bó tay và đóng tàu giờ đang một là đào tươi này, như là cái bang thì phải đó nè. Đó ok, cho anh em xem sơ qua tổng xếp đồ chưa. Đó thì với hiệu ứng là 85 chậm, rồi 80 chón đó, rồi một cây lôi sắc đầu công 154-154. Còn cái dây này thì bù vào dây kháng lôi thì Khả thấy nó hợp lý luôn. Nếu mà có một dây kháng lôi kháng cả 17-18 kháng lôi 30 nữa thì thực sự nó sẽ có cảm giác trâu hơn nữa nè, tại vì Khả không có kháng lôi luôn mọi người, không có món nào mà kháng lôi luôn, chung là khá là yếu ở phần kháng lôi. Biết server này rất nhiều giáo đang, nhưng mà thực sự muốn binh một món kháng lôi ở gia truyền hiện tại tìm này tìm chua quá. Đây giờ đừng đi khỏi đi coi đi đột cái mạch nạ này, tưởng kỹ năng mọi người, cho kỹ năng vốn có một cấp nữa thì Khả sẽ lên 4 kỹ năng vốn có thì nó sẽ trâu hơn, đánh tông kim nó sẽ tốt hơn nè. Anh ngờ nó cho kháng cả 10 hơi chán rồi, kháng cả 10 thì ngày mai tiếp tục tông kim tiếp thôi, biết sao giờ. Đúng rồi, à đây giám định kháng cả nè, cái này giám ca kháng cả đó, nghiêng sói này là nghiêng sói phôi kháng tất cả này, mà vô kỹ năng là ngon mọi người đó. Kháng tất cả lên được kháng lôi 28 cũng khá là ok đó, còn không có thì kháng lôi Khải có chỉ có là kháng lôi có 18 thôi mọi người. Đó, đó là kháng tính thực của Khải nè, mà đỡ mà nói so với kháng tính này thì nó không bằng xét hiệp cốt mọi người. Xét hiệp cốt thì phòng thủ Khải lên 60, kháng hàng 42, kháng lôi được 33, kháng hỏa được 38 đó. Nếu mà bằng xét hiệp cốt thì phòng thủ 60, kháng hàng 42, kháng lôi được 33, kháng hỏa được 38, còn mang này thì kháng lôi thì mất rồi. Nếu mà chỗ kháng hỏa này thì gia truyền kháng hỏa, nếu mà thay vào gia truyền kháng cả 13 kèm 13 kháng lôi thì nó sẽ cầm vô này thì kháng lôi là được 31, thì Khải nghĩ nó sẽ ổn hơn một chút nè. Nên là bây giờ là vấn đề là mình sẽ tìm một gia truyền kháng lôi nào đẹp đẹp một tí nữa được đó, rồi mang cái này vô lên được chút sáng cũng được. Nằm mơ cứ ngô, đúng rồi, nếu ra do đó thì nó thực sự là giống như dây ha, cặp phong nè, đó nó giống như dây cặp phong nè, chứ còn không có thì nó cũng tương đối như những dây khác, cũng không gì vip lắm. Ok rồi, anh em xem video đừng quên để lại cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ ở lần video thay đồ này nha mọi người. Đó, đánh tống kim thực sự đã có tốt tống kim đó nè. Rồi ngày mai tiếp tục tống kim anh em xem nha, đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho và đăng ký kênh ủng hộ nha anh em.